Trước hết cho phép tôi được thay mặt anh chị em trong khóa học vừa qua nói riêng và bà con cô bác cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Séc nói chung, gửi tới đại sứ Trương Mạnh Sơn và phu nhân, gửi tới bác sĩ Dương Quang Châu cùng các anh trong đoàn thậm chí liên tâm lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất. Thưa toàn thể anh chị em, sự hiện diện của ngài đại sứ Trương Mạnh Sơn hôm nay cùng phu nhân trong cái buổi lễ bế mạc thậm chí liên tâm là niềm vinh dự rất lớn cho thậm chí liên tâm Bắc Séc cũng như cho cộng đồng tỉnh Ústecký Kraj, đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của đại sứ tới sức khỏe của cộng đồng. Và đây là cũng là niềm động viên khích lệ rất lớn cho bác sĩ Dương Quang Châu. Chị em, trên sự xuất hiện của bác sĩ Dương Quang Châu với biệt danh là Đại Bàng Liên trên bầu trời châu Âu đã đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho biết bao nhiêu gia đình. Để có được một khóa học thành công với quý vị là chủ tịch, tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự tham gia đóng góp rất tích cực của tất cả vì cộng đồng của các anh các chị trong ban điều hành thậm chí liên tâm Bắc Séc, và đặc biệt là có sự xuất hiện của thầy Châu cùng các anh huấn luyện viên của mình đến từ California, Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa toàn thể anh chị em, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ phải chia tay thầy cùng anh em trong đoàn. Tôi xin phép được thay mặt anh em trong khóa học vừa qua chúc thầy và đoàn lên đường gặp nhiều may mắn. Chúc thầy đạt được nhiều thành quả cao hơn nữa trên lĩnh vực nghiên cứu y học của mình. Xin kính chúc ngài đại sứ cùng phu nhân có nhiều sức khỏe và hoàn thành xuất sắc một nhiệm kỳ của mình tại Cộng hòa Séc. Xin kính chúc thậm chí liên tâm Bắc Séc ngày càng phát triển hơn, luôn luôn củng cố và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng để chúng ta cùng nhau góp sức với Hội của Việt Nam xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đưa vị thế của cộng đồng chúng ta lên một tầm cao mới trong xã hội Séc. Xin cảm ơn sự chú ý của anh chị. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.